Chào quý vị đã chương trình Được Chuyện TV. Tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở vùng lý đô Sài Gòn. Đặc biệt là ngay trong cái tháng 4 này, tháng 4 mà nhiều năm trước đây người ta dùng cái từ là tháng 4 đen. Năm nay thì cái tháng 4 này đó, cái thời điểm mà người ta tưởng niệm liên quan tới cả một cái tháng 4 thì người ta nhắc tới cái chữ gọi là chạy tới đáy. Theo như một cái phát ngôn của một cái người mà đại diện trong cái nhóm dân cử cờ vàng. Và nhiều người trong cái cộng đồng cờ vàng họ gọi là dân cử cờ vàng phản bội. Và cái phát ngôn đó của một người phụ nữ và nói rất rõ, người phụ nữ này thì lại là cho là gia đình cờ vàng. Mặc dù trước kia thì làm trong sở văn hóa, hay đúng hơn là cái cơ quan phát thanh truyền hình của một cái tỉnh ở miền Trung Việt Nam. Trong cái thời mà Đại Hồ Chí Minh, tức là trong cái thời cuộc sau năm 1975, trong cái guồng máy mà người phát thanh đó, truyền hình là chúng ta biết rằng mang chất văn hóa tư tưởng đó là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cách mạng Việt Nam, và điều đó thì chọn những cái nhân vật để mà làm phát thanh là càng kỹ trọng hơn, cẩn trọng hơn, cho nên thì nếu mà nói rằng họ là lực lượng cờ vàng, họ là lực lượng mà của chế độ cũ dữ dội, chống cộng dữ dội thì không ai tin cả, và đó là chưa nói đến làm việc trong nhiều thập kỷ nữa thì lại càng dữ dội hơn. Cho nên thì cái người phụ nữ này sau đó thì hiện giờ đang sống ở Hoa Kỳ và có một cái người chồng gá nghĩa, gọi là gá nghĩa tàu khen, không biết là được mấy năm. Thì cái người chồng thì lại là một cái người cụ sĩ quan, hay nói đúng hơn là một cái cụ quan chức của thời Việt Nam Cộng Hòa và cụ gọi là tỉnh phó của một cái tỉnh ở miền Trung. Thì cái việc mà dựa hơi vào một cái người tỉnh phó của miền Trung mà cho rằng mình là cờ vàng, cho mình là cái người trong cái lực lượng chống cộng ở hải ngoại để là có quyền mạt sát những người khác, rồi nào là nói chạy té đái, chạy có cờ được quân súng băng mũ gì đó, rồi lại xông xáo trong cái thời gian vừa qua, cụ thể như ngày 24 tháng 3 chứ năm 2023 vừa rồi, chúng ta đã thấy rồi những cái cảnh vô cùng náo loạn, vô cùng bát nháo, và những cái việc mà gọi là dựng ké cái cột cờ vàng ở trước Phúc Lộc Thọ đã bị hoen ố, nó đã bị nhục mạ bởi cái người này. Cái người phụ nữ đã chửi cả một cái cộng đồng cờ vàng là chạy tới đái. Chửi luôn cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa là chạy tới đâu. Chạy coi như là vứt súng vứt mũ như vậy. Nhưng mà lại được cầm cờ, mà cầm cờ một cách thiếu trang trọng theo cái kiểu mà định nghĩa của những người cờ vàng. Lúc là lấy cái cờ vàng nó che mặt, che mũi, che đầu, che hay là họ lau mặt lau mũi gì thì chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng mà thấy rằng nó không có một cái sự mà giống như là những cái người mà họ kéo cái lá cờ thật sự. Thật ra thì nhiều người nói rằng là xuất phát điểm của cái bà này đó là vì bà xem thường cái gọi là lá cờ vàng. Quý vị có thể là quý vị tôn trọng cái gọi là lá cờ vàng, nhưng mà đó chúng tôi nó cũng giống như cái khăn thôi, giống như tôi như là miếng vải thôi để mà che nắng thôi, sợ nám mặt, sợ coi như là người khác nhìn hay người khác quay phim mình, cho nên là thành ra mình cứ lúc muốn che lên mũi thì che, lúc muốn che lên trán thì che, muốn khum qua bên đây quẹ bên kia muốn làm cái gì cũng được. Cho nên có thể nói rằng cộng đồng cờ vàng trong mấy ngày vừa qua đó, từ khi mà bà này bà phát ngôn như vậy, nó tạo ra một sự xáo trộn vô cùng kinh khủng, và chưa bao giờ cái làn sóng mà người ta nói về cái cộng đồng cờ vàng ở nơi đây mà nó mạnh mẽ như vậy, và nó gắn liền với cái gọi là chạy tới đáy, hay là bây giờ nó gọi là tháng tư chạy tới đáy luôn, kinh khủng quý vị. Và có thể nói là đến ngày hôm nay đó là ngày 2 tháng 4 năm 2024 ở tại Hoa Kỳ thì bà này rất là xông xáo nha quý vị, đã đăng đàn ở trên mạng xã hội và dướng vào một cái đám dân cử mà gọi là dân cử mà phản bội gì đó, dân cử cờ vàng đó đó, thì không biết là có sức mạnh như thế nào mà tấn công những người khác rất là dữ dội, nói người ta nào là vino, nói người ta nghiện ngập, mà nói người ta mà điên khùng gì, nói lung tung, nói giống như một cái người mà bị mất trí, một cái người mà bị thiếu cái sự kiểm soát về những hành vi. Và những cách như vậy thì mà họ lại nói là họ đại diện cờ vàng, thì chính vì cái cách hành xử của những người mà mang danh là đại diện cờ vàng như vậy và lại được tôn trọng, được bơm thổi, là được rước cờ, được lên sân khấu, được hô hào, được các cái dân cử mà
mà trong cái cộng đồng này nó như cử xạo đó, nó đứng kè rồi nó tôn vinh các thứ, thì nó làm cho cái cộng đồng nó càng thêm nhục mạ hơn nữa, và làm cho cái cộng đồng cờ vàng càng thêm nó bị đẩy lùi hơn nữa. Và nó trong cái góc nhìn của nhiều người đó mà họ trung dung, họ chán nản, họ thấy thôi rồi, bây giờ thì chán nản quá, ra mà buông xa ra mà cái cộng đồng cờ vàng, để cho những cái kẻ mà nó bát nháo như thế này nó làm loạn lên. Chẳng những như vậy mà bây giờ có thể nói rằng cái bà phụ nữ này bả lại còn đi nhục mạ luôn những cựu quân nhân kháng chiến rồi. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì vừa rồi đó, cũng vì bà này bả đã có những cái sự xúc phạm quá nặng nề trong cái cộng đồng cờ vàng, các cụ cờ vàng không chịu nổi. Các chú, các bác, những ông mà họ lớn tuổi đó, họ thấy rằng chúng tôi là ở tù, chúng tôi bị cải tạo, chúng tôi phải đi ra bên đây, xa nhớ quê hương, xa nhớ đất nước, xa nhớ cảnh này cảnh kia, mà nhiều khi còn bị các cái ám ảnh, cho nên chả muốn về Việt Nam. Họ cũng còn có những cái nỗi đau, họ vẫn còn những cái ký ức buồn, và họ không muốn người ta nhắc lại. Trong khi bà này thì đã lớn họng nói một lần rồi, mà còn nhiều lần khác cũng còn lớn họng khác, và chỉ trích đã vậy mà còn nhân nhẫn ra trước mặt họ, nào là cầm cờ vàng, nào là thượng kỳ hạ kỳ gì đó, nào là hô hào trên sân khấu, là đăng đàn lên mạng xã hội chửi rủa đủ thứ chuyện hết. Bà này thì gần đây thì ngày hôm nay đó thì còn lên viết một cái dòng mà chia sẻ trên trên trang Facebook của mình. Theo đó thì chỉ trích luôn cái hội mà hội gì của chồng bà ta đó, cái hội quốc gia hành chính. Quốc gia hành chính là một cái trường rất là quan trọng của cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Cái trường này thì bây giờ vẫn còn đó quý vị, hình như là cũng là trường hành chính của cái gì ở Sài Gòn đó, nằm ở trên đường 3 tháng 2 đó, kế bên là cái khách sạn Kỳ Hòa, kế bên cái quốc Việt Nam Quốc tự đó. Thì cái trường quốc gia hành chính hồi xưa là để đào tạo ra những người mà làm về hành chính, bởi vì trong một thời kỳ đó họ cho rằng thời kỳ mà thời kỳ chiến, cho nên cái người mà đứng đầu ở quận hay là ở tỉnh, tỉnh lỵ thì đa phần là sĩ quan mà gọi là của tác chiến, và cái người phó là cái người phụ trách về hành chính, toàn quyền xử lý tất cả các vấn đề, thì phải tốt nghiệp quốc gia hành chính ra. Và bà này bà tự hào, bà cho rằng ông chồng của bà là tốt nghiệp quốc gia hành chính từ lúc 28 tuổi về làm tỉnh phó. Thì cái việc mà nói là 28 tuổi là chúng ta đã biết rồi, thời thời đó Việt Nam Cộng Hòa còn thiếu người dữ lắm, những người có học một chút thì họ lắp vào thôi, cho nên này cả một cái bộ máy đó rất là trẻ trung. Chúng ta đã từng chứng kiến rằng ông gọi là ông Nguyễn Khánh đó, ổng là đảo chính ông Ngô Đình Diệm, trong lúc đó ổng cũng nói sau này ổng qua bên Mỹ, ổng cũng nói là lúc đó chúng tôi còn trẻ, nhiều khi có những cái ứng xử nó không có phù hợp, bây giờ lớn tuổi nhìn là nó khác, lúc đó mới có 38 tuổi thôi. Và nhiều tướng lĩnh khác ở Việt Nam cũng ba mươi mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi là cấp quý cấp tá rất là nhiều. Chính vì vậy thì chúng ta mới thấy được là ông này là tỉnh phó của một cái tỉnh ở miền Trung mới 28 tuổi thôi. Bây giờ thì bà ta viết rằng ca ngợi dữ dội là ông chồng của mình, và cho rằng 49 năm qua các thứ, nhưng mà thật ra thì ông chồng này đâu phải là ông chồng của mình đâu, ông chồng là lúc thời điểm đó là thời điểm của chồng của người khác, còn mình chỉ là gá nghĩa ngay thời điểm sau này thôi, cũng mới mấy năm gần đây, nhưng mà nhận vơ luôn giống như ông chồng của tôi tôn trọng ông chồng của tôi thấy này thế kia, ca lên tận mây xanh. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi không có muốn nói sâu về những cái vấn đề mà ca ngợi đó, chúng tôi chỉ muốn nói đến một cái yếu tố thôi. Đây là cái phần mà chia sẻ của cái người phụ nữ này để mà chúng ta thấy nha. Đó là trong cái phần chia sẻ đây. Năm thứ 13 là năm chồng tôi tự đề nghị tổ chức đại hội cho chồng tôi rút lui vì tuổi cao, muốn nghỉ ngơi, bởi vì bà này bà nói rằng ông chồng của bà ta đó là hội trưởng của cái hội quốc gia hành chính, của những người mà hồi đó học quốc gia hành chính bây giờ mà đi qua bên Mỹ đó quý vị. Thì nói rằng là người này đã là 13 năm, nhưng mà vừa rồi thì trong cái quốc gia hành chính đó, người ta đã ra một cái văn bản, và theo đó đó thì họ họ không chấp nhận cho cái ông đó làm
chủ cái hội đó nữa, thành viên của hội người ta không chấp nhận. Bởi vì liên quan tới bà này, cái bà vợ này, bà nói người ta chạy tới đái, bà nói người ta là coi như là vứt súng vứt áo mà nói vậy nhục mạ quá. Người ta không có muốn ngồi chung với một cái người chồng của một cái người phụ nữ như vậy. Bởi vì họ không biết nói như thế nào hết, lên tiếng thì nó cũng khó, mà không lên tiếng họ ngồi như vậy thì đồng lòng đồng lõa rồi họ rất là khổ. Cho nên họ nói là thôi, giống như là họ xóa tên đó quý vị, giống như họ khai trừ ra khỏi cái hội. Và chính vì vậy thì cái bà này bà rất là tức. À, bà tức đó, bà chửi cái quốc gia hành chính là dữ dội lắm. Và cho nên là bà mới viết, viết rất là nhiều, nhưng mà đây là cái đoạn mà chúng tôi muốn nói thôi. Ngày hôm nay chỉ vì sự đấu tranh mạnh mẽ của tôi, chỉ mặc điểm tên những kẻ hai hàng, hai hàng viết cái chữ lớn luôn nha, chữ là coi như là chữ mà chữ in luôn á, rồi núp bóng cờ vàng đánh phá CD, CD chắc là cộng đồng đó quý vị, vân vân. Mà một số nhân vật mặc áo đen bịt mặt trong trong cái chữ viết tắt này là quốc gia hành chính á, trỗi dậy làm hành động hèn hạ điên rồ ngốc nghếch, cái gọi là bản lên tiếng thối tha sặc mùi máu, rồi còn nhỏ nhỏ ba bốn giọt nữa giống như là chảy máu vậy, rất là kinh khủng nha quý vị. Rồi tôi đã biết là quốc gia, trong quốc gia hành chính hiện nay đã có sự chia rẽ tư duy từ cái bản lên tiếng phản động sặc mùi máu khiếp. Cái chữ phản động này nghe hơi quen quen nha, hình như là bà này bà làm ở trong Việt Nam, bà làm cho đài phát thanh của Khánh Hòa rất là nhiều, cho nên những cái từ ngữ mà chữ phản động này đó ở cộng đồng cờ vàng người ta cho rằng cái từ này của cộng sản, chỉ có ở trong nước người ta mới dùng cái từ cộng sản thôi, chữ cái từ mà gọi là phản động thôi, thường hay nhắm về những cái người mà đối lập đó. Trước đây cái chữ phản động được sử dụng có thể nói rằng rất là phổ biến, thì bà này có lẽ là từ trong cái cốt lõi của bà ta nó cũng được đào tạo nó như vậy rồi, cho nên mà khi mà phát ngôn ra thì bản lên tiếng cái phản động là sặc mùi máu. Hình như bà thích dùng cái từ sặc mùi máu, mà mới có một cái đoạn ngắn như thế này mà chúng ta thấy có hai ba cái sặc mùi sặc mùi máu rồi sặc mùi máu kia, rồi còn trên này còn nhỏ nhỏ, ở dưới này còn chấm than, chấm bốn năm cái chấm than, bốn năm cái chấm hỏi. Chúng tôi không biết là trường trường quốc gia hành chính có dạy cái cách bà viết như thế này hay không, mà ta học hỏi từ ông chồng chăng, hay là bà này thì hồi đó học trong cái cách mà làm văn hóa tư tưởng gì đó, có khi là ai chỉ dạy bả cái cách viết như vậy rồi chấm màu đỏ chấm than rồi bốn chấm than bốn chấm hỏi gì. Rồi từ nay cái hội mang tên đầy kiêu hãnh của VNCH rồi sẽ dần tan tác, rồi chấm chấm rồi tan rồi chấm chấm tác rồi chấm chấm nữa tác là tác không biết là tác cái gì nữa. Rồi bởi lẽ xây dựng rất khó nhưng đạp đổ thì chỉ cần cái bản lên tiếng phản động, âu đó mới là đời, vân vân. Cũng là thấy rất là vui nha quý vị. Thì cái bà này đó, bà không biết tại sao mà bà phải làm như vậy nữa. Thì cái trường quốc gia hành chính thì có lẽ là chúng ta cũng đã biết ha, khi mà lên trên mạng thì nhìn thấy thôi. Bây giờ thì hình như cái trường quốc gia hành chính là đang được sửa lại, đang xây mới thêm, hay người ta xây những cái tòa building cao hơn để mà đào tạo các cái học viên. À, nó không còn là những cái cảnh cũ như vậy nữa. Và một số những cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng hồi thời quốc gia hành chính của Việt Nam đây, ảnh ảnh cũ nha, Học viện Quốc gia Hành chính năm 1962 đây nè, một cái giảng đường trong cái khu vực đó. Rồi họ giả những người này là lãnh đạo của Việt Nam Cộng hòa không, nhưng mà họ được đào tạo như thế nào. Bây giờ thì ông chồng của bà này đó thì lại phải ngồi chơi xe nước, tức là không có còn sinh hoạt chung cái hội, có cái hội thôi mà người ta cũng muốn cho nữa. Họ nói rằng là không nên dính vào, bởi vì dính vào đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng cho những người khác, cho nên là thôi thôi tốt nhất là thôi đi, đừng có nên, bởi vì dính vào như vậy đó nó sẽ làm cho nhiều người họ rất là mất uy tín, không muốn quý vị. Đây đây là cái hội quốc gia hành chính đây. Hôm đó thì chính chúng tôi cũng đã quay những cái thước phim như thế này, và các bạn thấy đây, ông quốc gia hành chính ông có nói này. Với tư cách là đại diện chính thức của Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chính năm Cali, trong cái thời gian vừa qua, anh em của chúng tôi cũng đã rất xúc động khi nghe lời phát biểu của bà Nhật Linh. Và ngày hôm qua chúng tôi có họp tất cả và hôm nay tôi xin được đọc cái bản lên tiếng mà chúng tôi đã
ngày hôm qua, bạn lên tiếng về việc minh định lập trường quốc gia chống cộng của tập thể cựu sinh viên quốc gia hành chính. Gần đây, trên Tech Media, bạn Nhật Linh có ca tụng Cộng sản Việt Nam và thoá mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày đau thương 30 tháng 4 năm 75. Vì bà Nhật Linh hiện thời là người phối ngẫu của anh Trần Ngọc Thiệu, cựu sinh viên quốc gia hành chính, nên để tránh sự hiểu lầm, hội chúng tôi xin minh tác, xin minh xác một lần nữa như sau. Một, trong phiên họp của ban đại diện mở rộng ngày 12 tháng riêng năm 2014-24, tất cả đã quyết định anh Trần Ngọc Thiệu không còn được sinh hoạt trong hội quốc gia hành chính Nam Cali kể từ hôm nay. Thứ hai, việc bà Nhật Linh có hoạt động hay bất cứ ngôn từ nào liên quan đến cộng đồng Việt Nam thì điều đó mang tính cách trách nhiệm cá nhân, không liên quan đến hội. Thứ ba là những cựu viên chức Việt Nam Cộng Hòa từng được đào tạo, được phục vụ quốc gia dân tộc, các cựu sinh viên quốc gia hành chính luôn tôn trọng chính nghĩa quốc gia với lá cờ vàng ba sọc đỏ, không chấp nhận cộng sản. Làm tại Oricoti ngày 12 tháng riêng năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Huy Sĩ, Chủ tịch Ban chấp hành Trần Bạch Thu, Tổng kiểm soát Tài Đại An. Đây là cái bản lý tiếng mà hôm qua chúng tôi đã thảo luận. Tôi cũng xin nói thêm là hội các anh em cựu sinh viên quốc gia chúng tôi trong cái ngày đau thương 30 tháng 4 cho đến sau đó, một số đã chết trong trại cải tạo, một số đã tự sát, có anh đã nhảy vào chảo nước sôi, là chúng tôi đã trải qua những trận đau đớn mà Việt Cộng đã đem lại. Thành ra cái chuyện chúng tôi một lần nữa là kiên định lập trường chống cộng, không bao giờ chấp nhận cộng sản và cũng không chấp nhận bất cứ một cá nhân nào mạ lị đến Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, văn cũng như võ tất cả. Tôi xin kính chào quý vị. Vâng, các bạn có thể thấy đó, tức nghĩa rằng đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay được khi mà ở phía bên ông Phan Kỳ Nhơn, họ ổng làm cái bản mà liên quan đến cái việc mà là sẽ lên tiếng về cái phát ngôn của bà này. Thì ông hồi nãy mà chúng ta thấy đó là đại diện cho quốc gia hành chính đã đọc cái bản lên tiếng, và theo đó thì họ ngăn ngay lập tức, họ nói rằng phải chống đối thôi, bởi vì cái chuyện đó là không thể chấp nhận được. Và bây giờ thì chúng ta thấy rồi á, một lần nữa thì có thể nói rằng chẳng những là cái bà này bả đi nhục mạ cái lá cờ, nhục mạ cái quân lực, nhục mạ toàn bộ những cái người mà của những cái thời điểm mà họ cho rằng ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà cộng sản người người, cộng sản thì rần rần, trong khi đó thì chạy tẻ đái, chạy quăng súng băng mũ, mà nhiều trong thời gian vừa qua thì nhiều cụ đó phát biểu, nhiều cụ đăng đàn, nhiều cụ lên tiếng, nhiều cụ nói rằng không có chạy tới đái, chúng tôi có chạy đâu, chúng tôi không có chạy gì cả. Và cái cảnh tượng chạy là sẽ ra đâu, hay là bà này bà chạy, hay là ai chạy, gia đình bà chạy, hay là ai chạy không biết, nhưng mà đối với chúng tôi không có chạy. Và người ta phải đi lên tiếng rất là nhiều lần. Và đến bây giờ thì sao, trong cái bài chia sẻ của bà này thì chúng ta thấy rất là kinh khủng nha. Nào là nói thẳng luôn là bịt mặt trong quốc gia hành chính ha, trỗi dậy nè, làm hành động hèn hạ, điên rồ, ngốc nghếch, cái gọi là bản lên tiếng thối xa mặt mùi bảo. Kinh khủng quý vị. Chứ là phải nói rằng bà này rất là giỏi, giỏi ở chỗ là chẳng những mạnh mẽ, chửi thẳng luôn cái cộng đồng cờ vàng, chửi luôn các cái cụ nơi đây, những người mấy anh học quốc gia hành chính, mấy anh học sĩ quan gì, mấy ông tướng tá gì không thành vấn đề. Mấy ông chạy là tại đái hết á. Coi như là bà này bà thúc tới nơi luôn. Bà nói rất là rõ ràng. Và cái quan trọng là cái tiếng nói của bà ta, mặc dù là phía bên ông Phan Kỳ Nhân với một vài các hội đoàn lên tiếng như vậy, ngay cả cái gọi là hội quốc gia hành chính cũng lên tiếng, nhưng mà chả ăn thua gì cả. Vừa rồi thì cái buổi lễ gọi là cấm ké cờ vàng ở Phước Lộc Thọ, chúng ta thấy không? Họ tổ chức vô cùng lượm thượm, nhưng mà để cho bà này là nhân vật trung tâm. Có thể bà này là một nhân vật trung tâm chính yếu luôn đó. Bà chính yếu là bởi vì sao? Mặc dù là cầm cờ nhưng mà lại nằm trong ban tổ chức. Cầm cờ nhưng mà bả lại lên sân khấu để mà phát biểu, cầm cờ nhưng mà được thượng kỳ. Rồi bả lại nói là bả là song sáo trong cái vấn đề mà tổ chức mấy trăm phần xôi gì đó, mấy trăm phần sữa gì đó cho những cái người mà trong cộng đồng để mà họ ăn.
nhưng mà chúng tôi không biết rằng những cái sự việc đó là như thế nào. Tuy nhiên á thì bà này bà chửi hay lắm, bà chửi rất là dữ dội, nhưng mà cộng đồng vẫn chấp nhận. Những người mà họ tổ chức thì họ vẫn thấy rằng bà này không vấn đề gì. Và cái về lễ mà cắm cờ ké, cái dựng cái cột cờ vàng ké ở Phước Lộc Thọ đã cho thấy những cái điều đó, họ công khai thôi, tức nghĩa là họ vẫn giữ cái vị thế của bà này. Và sau cái sự kiện đó thì bà này đã đăng đàn chửi bao nhiêu những người khác, tấn công họ, ngay cả chúng tôi cũng bị bà này bà lên tiếng. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã thấy rồi, đến ngày hôm nay thì bà ta một lần nữa nhắc nhở luôn và đá luôn cái quốc gia hành chính, tiếp tục nhục mạ các cái đơn vị. Mặc dù là một mặt thì bà này mới nói rằng chồng bà ta là quốc gia hành chính, là quốc gia nghĩa tử, quốc gia gì đó, quốc gia học mấy cái trường đó là giỏi lắm, là chồng tôi phục vụ gần gì dân gì nước, nhờ sự đào tạo đó là lo cho dân cho nước ở lại với Việt Nam, không có bỏ chạy tới đái, không có chạy mà vứt súng vứt áo, rồi chính vì vậy mới bị bắt bớ, chứ không phải như những người kia nào là cao chạy xa bay, bắt đầu là đá xéo những người khác, đá xéo tất cả những cái người mà tẩu đào vi thượng đó, những cái người mà chạy sớm đó, những cái người mà nhiều người trong cờ đỏ họ gọi là đu càng năm 1975, khi mà nhanh chóng thoát khỏi Việt Nam hoặc là khi nhanh chóng triệt thoái ra khỏi miền Trung gì đó là chạy lung tung sàn ngọc, hoặc là khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng một cách vô cùng nhanh chóng bất ngờ, trong những thời điểm cuối khi mà cả một cái vùng bốn chưa có ngã đổ gì cả, làm cho những cái sĩ quan quân lực ở trong vùng bốn chiến thuật, ngay cả biệt thu thủ đô, người ta đã nhanh chóng phải phải rời các cái nhiệm sở. Và lúc đó thì không rời nhiệm sở, không về nhà, không đi, không chạy thì là làm cái gì, cho nên là bắt buộc thôi. Thì bà Nhật Linh bà đã rất là khéo léo, bà dựa vào một cái ông chồng là quốc gia hành chính, một cái người gọi là cựu phó tỉnh trưởng gì đó, để mà bà chửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chửi luôn mấy ông cờ vàng ở tại cái vùng hải ngoại này. Có thể nói rằng cái hành động của bà Nhật Linh là rất là dữ dội, vậy chúng ta phải ghi nhận cái điều đó. Bởi vì chưa bao giờ mà trong cái cộng đồng này có ai mà có một sức công phá cái cộng đồng cờ vàng nó nặng như vậy, chưa bao giờ. Những cái bộc phá đó là có thể nói rằng nhiều khi cả một sư đoàn không làm được, cả những cái đội ngũ mà trước đây người ta nói rằng nào là trên mạng xã hội, nào là các cái đội ngũ hàng chục ngàn các cái dư luận viên, hay là những cái người mà chống phản động, chống cờ vàng, chống bao que, chống gì gì đó, không có làm được. Phải nói rằng người cộng sản họ hay là họ quy kết cho phía Việt Nam, họ quy kết cho những người trên mạng xã hội, họ quy kết cho là những cái bạn trẻ gì ở trong nước mà gọi là lực lượng cờ đỏ là chống cái cờ vàng ở hải ngoại, nhưng mà họ vẫn không làm gì, chửi lung tung, đánh giá, đánh muỗng đồ nào, làm đưa ra lý lẽ tranh luận lung tung hết, nhưng mà chả ăn thua. Nhưng mà chỉ một người phụ nữ như thế này thôi, đứng ngay tại giữa Bô Sa, đứng ngay tại Phước Lộc Thọ, làm những cái chuyện mà coi như là làm cho cái cộng đồng bây giờ tan nát. Có thể nói là tan nát thật sự, ngay cả trên mạng xã hội cũng tan nát, ngay cả trên YouTube cũng vậy, ngay cả trên truyền hình ở địa phương cũng vậy. Người ta phải lên bào chữa, người ta phải lên lý giải. Nhiều cụ khi hỏi tới, ứa nước mắt nói là chúng tôi đâu có chạy tới đái, thời điểm đó chúng tôi đang ở thế này, đâu thế kia, chúng tôi là anh hùng, chúng tôi thế này thế nọ. Trong khi thì bà ta nói chạy tới đái, bà ta nói chạy vứt súng vứt mũ, rồi bây giờ một lần nữa nói rằng những cái kẻ hèn hạ, điên rồ, ngốc nghếch, rồi gọi là thối tha, sặc mùi tức nghĩa là chửi luôn. Mấy anh học quốc gia hành chính là làm cái gì, ngồi trong cái giảng đường làm quan làm tướng thì thật ra là chỉ có là một bọn hèn hạ, điên rồ, ngốc nghếch, thối tha, sặc mũi. Thì không biết là tới đây hội quốc gia hành chính có nói gì nữa hay không. Thật ra cũng tội mấy cụ lắm, mấy cụ đó bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nói rồi chúng tôi cũng lớn tuổi, chúng tôi cũng sinh hoạt thôi, chúng tôi chưa có đụng chạm tới ai. Thật ra có mấy nhiều cụ thì như là biệt động quân rồi nhiều cái tổ chức lắm, nói là tôi đâu có đụng chạm ai đâu, bây giờ nó cũng nói tôi là chạy tới đáy rồi, tôi không có đụng chạm ai mà sao nó cũng nói tôi là hèn hạ rồi các thứ. Nhưng bây giờ thì chúng tôi lớn tuổi rồi, chúng tôi ra đây chúng tôi muốn sinh hoạt thôi, gặp lại những cái người cũ, bạn cũ, rồi đồng đồng niên, đồng khóa, hay là học chung cùng trường, hay là cùng đơn vị gì đó, để mà ôn lại chuyện xưa, để mà ôn lại cái chuyện già, rồi nói những cái chuyện phiếm trong cái thời cuộc hiện nay đó thôi.
Chứ tự nhiên bây giờ lại, và họ cũng nói luôn là ngay cả cái hội quốc gia hành chính hồi nãy các ông cụ nó nói chúng ta thấy rất là rõ, là nói là chúng tôi không có liên quan thì cái đoạn phát ngôn của mấy cái bà này nữa. Tức nghĩa là sao, bà muốn nói gì bà nói và bà phải chịu trách nhiệm thôi, chứ còn quý vị đừng có kéo chúng tôi nữa. Chồng bà ta quốc gia hành chính, quốc gia nghĩa tử, quốc gia nghĩa gì đó là không cần biết, quan trọng là bây giờ không có liên quan chúng tôi nữa, chúng tôi đã chấm dứt cái vai trò của ông ta là chủ tịch hay là hội trưởng hội tréo gì trong thời điểm trước đây, có lẽ là chúng tôi không biết, chúng tôi để cho ông làm, chứ bây giờ mà chúng tôi biết rồi thì thôi, cho nên là dẹp. Thì có thể nói rằng thời điểm này rất là đặc biệt quý vị, rất là đặc biệt. Nếu mà góc nhìn của những người mà cờ đỏ đó thì phải phải ghi nhận công trạng cho bà Nhật Linh, rất là đặc biệt, tan nát luôn. Mà người ta thấy có cái sự liên tưởng nha, bởi vì cái việc mà cấm cái cột cờ vàng tại Phước Lộc Thọ đó đã được nói rất là nhiều năm, trong bao nhiêu năm qua hay là nguyên một cái năm rồi, người ta nói rất là nhiều, cũng đưa ra những cái thỏa thuận cách đây khoảng mấy tháng thì nói rằng là sẽ có cấm cái cột cờ vàng. Nhưng mà tại sao người ta lại chọn một cái thời điểm cận kề nha, chỉ có một tuần lễ trước khi mà đến tháng 4, và tháng 4 tháng 4 đen, thì cái việc cấm cờ như vậy mà dựng để mà phục vụ cho tháng 4, thì nhiều người nói rằng cấm cái cột cờ vàng đó không phải là để treo mà treo phất phới, mà chuẩn bị cho cái tháng 4 đen là để treo cờ rủ. Cái cờ vàng là để dựng cờ rủ quý vị, tháng 4 lúc nào người ta cũng treo cờ rủ cả, cờ vàng là phải treo cờ rủ, bởi vì họ nhớ đến một cái tháng 4 mà như cái bà đó bà nói đó, là cái tháng 4 chạy tới đái. Cái ngày 30 tháng 4 người ta người người cộng sản, người người cộng sản rần rần, thì trong khi đó thì lại chạy tới đái, chạy mà té đái, chạy mà té đái, nó rất là kinh khủng. Chính vì vậy thì cho nên á, cái cộng đồng này đến thời điểm bây giờ thì họ dựng cái cột cờ trong một cái ngày rất là bát nháo. Chính chúng tôi là những người đã bị những cái kẻ khác họ sách nhiễu, họ tấn công, họ quấy rối, nhưng mà chính chúng tôi la làng lên rồi nhằm yêu cầu các cái lực lượng đến mà họ giúp đỡ đó, chả lên tiếng cả. Mặc dù xung quanh đó chúng tôi thấy có những cái thành viên của nào là Nguyễn Hữu Chánh, rồi những cái đám mà dân cử cũng có một đám, những cái YouTuber, những cái báo chí truyền thông gì đó mà gọi là của cờ vàng, những cái người hoạt động gọi là hay là đấu tranh dân chủ nhân quyền nhân quẹo gì đó, nhưng mà họ cũng câm miệng hết, họ cũng chả có bất cứ một phản ứng nào. Cho thấy rằng cả một cái nhóm mà xung quanh chúng tôi ngày hôm đó đó là một cái đám bát nháo, một cái đám mà nó đồng lõa với nhau và nó muốn trấn áp truyền thông, nhất là những cái truyền thông đối lập. Rất may là chúng tôi có đầy đủ các cái hình ảnh và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp, có những cái bước đi thích hợp để mà đòi hỏi, để giành lại cái công lý và bảo vệ cho những người mà làm truyền thông như là chúng tôi. Mặc dù là góc độ YouTuber, góc độ người nhìn, góc độ quan sát gì nữa, mà đã đứng vào cái khu vực đó là phải được bảo vệ tối đa. Và những kẻ mà bao che cho cái những cái việc mà làm thối tha như vậy chắc chắn phải trả giá. Và những các bạn thì cũng cứ chờ xem để coi thời gian tới nó sẽ như thế nào. Và một lần nữa thì những cái hình ảnh như vậy chúng tôi đưa ra để cho quý vị thấy được cái cộng đồng này đó, cái cộng đồng này mà được bởi những người đó họ tổ chức, và do một cái người phụ nữ như vậy họ vừa chửi cộng đồng cờ vàng, họ lại làm nhục mạ luôn cả một cái tổ chức, họ làm phá hoại luôn cả một cái buổi mà gọi là buổi lễ đại kỳ thượng kỳ như vậy, vừa mất an ninh, vừa mất trật tự, vừa có một cái bọn đầu gấu, một cái bọn mà nó gọi là cái đám nó du thử du thực, cái đám du côn các đảng, và nó trà trộn vào trong cái nhóm đó và nó lộng hành trong cả một cái khu vực như vậy. Trong khi các nhà đấu tranh, các đảng phái, các cái gọi là lực lượng cờ vàng, các báo chí truyền thông toàn là một cái bọn hèn nhát, rồi là một cái bọn mà nó mang rất đồng lõa. Vậy quý vị không lên tiếng với tội ác là quý vị đồng lõa. Các vị thấy những cái sự kiện nó xảy ra, nó bất coi như là nó bất bình đẳng, nó tạo ra một cái việc mà gây ra một cái nguy cơ, một cái rủi ro như vậy, quý vị không lên tiếng. Rất may là khi đó là chúng tôi rất là tôn trọng những người trong ban tổ chức, chúng tôi cũng cảm thấy rằng cái sự việc đó cũng còn có nhiều cái phương án để mà chúng tôi đã giải quyết, và chúng tôi không muốn làm đổ vỡ một cái buổi lễ như vậy. Chứ còn muốn làm đổ vỡ dễ lắm, chúng tôi có thể la làng, chúng tôi có thể kêu là 911, chúng tôi có thậm chí là chúng tôi có thể nhảy vào bên trong, chúng tôi la lối ông sùm.
và chúng tôi có thể là lớn tiếng trong khu vực đó được. Nhưng mà vì sao? Không phải là mình mà không muốn, mà vấn đề là chúng tôi cảm thấy là tôn trọng những người trong khu vực đó. Và chúng tôi có cách xử lý là xử lý bằng pháp luật, xử lý sau đó, chứ không phải là, nhưng mà nó vẫn đủ sức. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rồi, nó hiện trên rất nhiều các cái diễn đàn cho thấy rằng rất mắc nhau. Và trở lại cái vấn đề đó, thì trong cái tháng tư này thì cái sự xuất hiện của người phụ nữ này có thể nói rằng nó mang đến chất công phá cực kỳ. Chưa bao giờ cái tháng tư mà người ta nhắc nhiều đó cái chữ là chạy tay đái, chưa bao giờ, mà chẳng những là chửi cái quân lực, chửi vào cái việc mà gọi là nói về cái cảnh mà gọi chạy tay đái không, bây giờ còn nhắm tới các hội đoàn nữa, mà cái hội đoàn mà chủ lực, cái hội đoàn gọi là tinh hoa, cái hội đoàn mà gọi là mang tính chất rất là tự hào của cái là quân dân kháng chiến Việt Nam, đó là cái quốc gia hành chính. Bởi vì ngoại trừ cái quân lực ra thì cái quốc gia hành chính là bên mảng dân sự, bên cái mảng mà quản lý xã hội, và đó là trụ cột của cái chính quyền trong cái lúc mà họ đào tạo, là cái mục tiêu họ như vậy. Bởi vì quận phó nè, rồi tỉnh phó nè, rồi các cái bộ ngành, các cái ngay cả rất là nhiều ngành nghề trong xã hội, thì sau này quốc gia hành chính đào tạo ra để nắm các cái cốt lõi trong đó, cái sườn của cái hành chính của Việt Nam. Nhưng mà bà này bắt đầu tấn công vào cái hành chính, tức nghĩa là cái hành chính chả ra gì hết, toàn là một cái bọn như là nãy chúng ta thấy đó, hèn hạ, rồi dùng những cái từ rất là dữ dội. Chưa bao giờ nha, chúng tôi ở đây cũng mấy thập kỷ rồi, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy rằng trong cộng đồng này có một cái người, mặc dù là phụ nữ, một dù là một cái người mà lưu manh côn đồ tới cỡ nào đi nữa, người ta cũng chưa bao giờ dám mở miệng nói cái cộng đồng cờ vàng như vậy. Trong đó có cả những người mà trước đây là thậm chí là lâu lâu họ xuất hiện, họ họ mặc cờ đỏ đó, hoặc là họ treo cờ đỏ trong nhà đi, họ chống cái lực lượng cờ vàng ở tới đây đi, họ lớn tiếng, họ khiêu khích thì các thứ này nữa, cũng chưa bao giờ quý vị. Ngay cả trước đây Trần Trường cũng vậy, là cũng có mang treo cờ đỏ trong cái tiệm thôi, chứ Trần Trường cũng chưa bao giờ nói những cái người mà trong cộng đồng cờ vàng như vậy, các ông là chạy tay đái, các ông là chạy thế này thế kia, hoặc là quốc gia hành chính là cái bọn hèn, cái bọn mà cái gì mà máu máu động lực đó, chưa bao giờ quý vị. Nhưng mà bây giờ tại sao nó công khai như vậy, là bởi vì bà này đó, bà được một cái đám vừa rồi tổ chức trong cái việc mà cắm cờ ké vàng ở Phước Lộc Thọ đó, những cái đám dân cử này chúng ta khỏi cần nhắc tên, có vị đó nó biết rồi, thì họ được bao bọc, họ được chở che, họ được những cái đám đó nó làm hậu thuẫn. Và tại sao cái đám đó nó muốn hậu thuẫn cho bà này, bởi vì họ thấy rằng cái khí thế cờ vàng trong cái cộng đồng này bây giờ nó đã đúng là chạy tới đáy rồi, nó không có còn cái khả năng để mà phản kháng cự lại, nó không còn cái khả năng để mà có thể đối chọi với những cái tiếng nói như bà này. Và họ cho rằng cái tiếng nói bà này càng lúc càng phải thắng thế rồi. Và chẳng những như vậy mà thời gian tới đây có khi nó phải còn xông xáo hơn nữa, có khi nó phải tác động mạnh mẽ hơn nữa trong cái gọi là cộng đồng cờ vàng chạy tay đái. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và liên quan đến đề tài này, chúng ta sẽ còn nhiều video clip nữa quý vị. Chúng tôi sẽ nói rất nhiều để mà cho quý vị hiểu thêm về cái cộng đồng này. Chúng ta hiểu thêm về những vấn đề xung quanh cái buổi lễ gọi là cắm ké cái cột cờ vàng ở trước Thương xá Phước Lộc Thọ. Và hôm nay thì chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi, trở lại quý vị trong chương trình tới.